Thưa quý khán giả và bà con nông dân, với nhiều ưu điểm nổi bật như thời gian nuôi nhanh, ít tốn công chăm sóc, giá cả và đầu ra ổn định. Thời gian qua, nuôi vịt trời trở thành sinh kế được nhiều nông dân lựa chọn để phát triển kinh tế gia đình. Tuy vậy, cũng như rất nhiều đối tượng vật nuôi khác, để mô hình phát huy hiệu quả như mong muốn, việc trang bị đầy đủ kỹ thuật cơ bản là rất cần thiết để vật nuôi sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Đây cũng là chủ đề chính sẽ được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng chia sẻ trong chuyên mục Khuyến nông kỳ này. Mời quý khán giả và bà con cùng theo dõi. Vịt trời là giống thủy cầm được gia đình anh Lê Vũ Phương ở xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú đưa về nuôi thử nghiệm từ năm 2015. Điểm đặc biệt của loài vịt này là khả năng thích nghi cao với môi trường nước nhiễm phèn mặn, nguồn thức ăn chủ yếu từ tự nhiên. Vịt tăng trưởng khá nhanh và có sức đề kháng cao hơn các giống vịt thông thường. Chưa đầy 60 ngày, người nuôi đã có thể xuất bán với trọng lượng mỗi con vịt đạt từ 1,5 kg. Vịt trời thương phẩm có chất lượng thịt ngon, ngọt và không nhiều mỡ nên là sản phẩm được thị trường rất ưa chuộng. Từ nhu cầu tiêu dùng này, nhiều nông dân tại Mỹ Phước cũng đã lựa chọn vịt trời là mô hình chuyển đổi nhằm cải thiện kinh tế gia đình. Tuy nhiên, đến năm 2019, mô hình nuôi vịt trời mới thật sự phát triển mạnh tại địa phương. Để phát triển mô hình bền vững gắn với liên kết tiêu thụ ổn định, nhiều hộ nuôi đã liên kết cùng nhau thành lập hợp tác xã chăn nuôi Trường Giang vào đầu năm 2020. Hiện nay, quy mô hợp tác xã đạt 4.500 con, gồm cả vịt sinh sản, vịt thương phẩm và vịt giống. Trung bình hàng tuần, hợp tác xã xuất bán khoảng 100 con vịt thương phẩm đã làm sạch và hút chân không với giá từ 150.000 đến 170.000 đồng một con. Ngoài nuôi vịt thương phẩm, hợp tác xã chăn nuôi Trường Giang còn bán vịt giống với giá 9.000 đồng một con cho các hộ có nhu cầu phát triển mô hình. Theo tính toán, sau khi trừ chi phí, mô hình nuôi vịt trời giúp thành viên hợp tác xã thu về hơn 2 tỷ đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho từ 8 đến 10 lao động ở địa phương. Đối với hộ chăn xã Mỹ Phước thì quản lý rất nhiều mô hình. Thì trong đó thì nói chung là mô hình nuôi heo rừng cũng có, rồi mô hình nuôi dúi cũng có, rồi mô hình ba. Nhưng mà đặc biệt nhất là đối với cái hợp tác xã chăn nuôi vịt trời này phải nói rằng là rất là hiệu quả. Thì cũng gần đây nói chung cũng có thành lập tổ hợp tác thì cũng có là nhiều cũng nhiều mấy thành viên. Thì chỗ hiện nay thì vịt thì chỗ cho hợp tác xã này thì cung ra cho các thành viên để nuôi, nhưng mà đặc biệt nhất là thì đối với thành viên trong hợp tác xã là không sợ là cái giá cả mà bán không được. Tuy nhiên thì đối với chỗ hợp tác xã mà bán vịt trời á, ví dụ như thành viên mà bán không được thì chỗ đây đưa đầu ra thì cũng phải là thu lại cho con hội viên, cho nên là bà con mà trong cái tổ hợp tác thì nuôi rất là nhiều, và nói chung là hiện nay là đối với vịt trời vịt con là rất là hút hàng. Mặc dù khẳng định được hiệu quả kinh tế, nhưng do là vật nuôi hoang dã chỉ mới được thuần hóa trong vài năm trở lại đây nên nhiều hộ nuôi vẫn còn khá băn khoăn trong giai đoạn đầu tiếp cận mô hình. Đặc biệt với những mô hình nuôi vịt trời mang tính nhỏ lẻ tự phát sẽ rất khó đạt được hiệu quả kinh tế như mong muốn nếu không nắm vững kỹ thuật cơ bản trong quá trình nuôi. Theo dõi thì nó phải nuôi về, đầu tiên đó là mình bắt con về là mình phải để nuôi ở trên khô đó từ 5 đến 7 ngày thì mới đảm bảo được. Đặc biệt là khi xuống nước không nên lùa vịt con á, mà mình mở cửa chuồng ra để cho tự y bò xuống, con nào hay con nấy rồi y tự lên, chứ còn mình lùa ồ ạt xuống cái lại là cũng hơi thất bại nữa. Khác với những mô hình chăn nuôi vịt công nghiệp, để mô hình chăn nuôi vịt trời đạt hiệu quả cần phải đảm bảo các yếu tố về con giống, chuồng trại, chế độ dinh dưỡng và cách phòng bệnh. Về chuồng trại, tùy vào điều kiện cụ thể để làm chuồng trại nuôi vịt trời cho phù hợp. Tuy nhiên, vị trí chuồng nuôi tốt nhất là gần bờ ao, thuận tiện cho vịt tắm, có nhiều cây cối. Không xây chuồng chung với các loại gia súc khác và cách ly khu nhà ở. Chuồng nuôi phải đảm bảo các yếu tố thoáng mát vào mùa hè, ấm và kín vào mùa đông. Chuồng có thể chia làm nhiều ô để phân chia đàn theo lứa tuổi, nhằm thuận lợi hơn trong quá trình chăm sóc. Có thể xây gạch hoặc làm bằng tre, gỗ, mái chuồng lợp ngói, lá cọ, lá xi măng. Nền chuồng phải cao, bằng phẳng, được lát bằng gạch hoặc xi măng nhám. Chất độn chuồng đảm bảo phải khô, sạch. Chuồng cần có sân chơi rộng rãi cho vịt, diện tích sân chơi phải gấp 2 đến 3 lần diện tích chuồng và xây dựng sát ngay phía trước chuồng nuôi. Sân chơi không quá dốc nhưng phải đảm bảo thoát nước vào mùa mưa.
xung quanh chuồng quay bằng lưới B40 để tránh thất thoát. Phát quang cây cối quanh khu vực chăn nuôi để hạn chế sự tập trung chim hoang dã, vệ sinh cỏ rác, khơi thông cống rãnh. Diệt chuột và các loại côn trùng khu vực xung quanh và chuồng nuôi, rắc vôi bột. Tiến hành vệ sinh khử trùng chuồng trại, sát trùng kỹ các dụng cụ máng ăn, máng uống và để trống chuồng từ 7 đến 14 ngày trước khi bắt dịch về. Kiểm tra các trang thiết bị chăn nuôi để đảm bảo chúng không bị hư hỏng trong quá trình nuôi. Bên cạnh chuồng trại, các yếu tố khác như chất lượng con giống, điều kiện nuôi và cách chăm sóc cho ăn cũng là những vấn đề kỹ thuật quan trọng quyết định đến sự sinh trưởng và tăng trọng ở vịt trời mà bà con cần lưu ý. Về phần con giống thì mình chọn những vịt giống ở những nơi có bố mẹ to lớn, khả năng tăng trọng cao, phẩm chất tốt để cho vịt con nó thừa hưởng được những cái đặc điểm di truyền. Thì lựa trước hết lựa vịt có thể từ cái trọng lượng từ 45 gram trở lên, nhanh nhẹn, khỏe, không hở gốm. Về phía con giống thì bà con nên lựa chọn những nơi chuyên cung cấp về cái vịt đàn bóng mẹ rõ ràng, dịch bệnh cũng như những cơ sở uy tín để tránh mua dành những cái giống vịt mà cận huyết cũng như là vịt kém chất lượng. Về phía điều kiện chăn nuôi thì trước khi bắt về thì cần sửa bật bóng đèn từ 3-5 tiếng để như có thể là về mình ấm cho cái đàn vịt của mình. Thì thông thường đối với diện tích nhà ấm thì khoảng từ 50 đến 100 mét vuông trên khoảng 1000 con vịt. Thì tùy căn cứ vào mật độ của chăn nuôi thì có thể là trong một tầng thì ấm từ khoảng 20 con mét vuông, tầng thứ hai thì 5 con mét vuông và tầng thứ ba trở đi thì có thể thả vịt ra ngoài. Bên cạnh về cái điều kiện nuôi thì mình cần cái máng ăn rộng để cho cái về chiều dài giống như đảm bảo được khoảng 10 đến 14 cm trên một con. Máng uống thì rửa hàng ngày để đảm bảo cho vịt uống cũng như là có thể bổ sung một số cái vitamin khoáng để cho cung cấp cái sức đề kháng cho vịt trong quá trình chăn nuôi. Về phía chăm sóc thì trước khi được nuôi vịt về thì cũng ấm rồi sau đó mình thả. Thì trong từng nước giống như nãy cũng chia sẻ thì trong cái vịt ấm cũng bố trí chăm sóc để cho cái vịt được khỏe mạnh. Về quá trình chăm sóc thì máng ăn, máng uống cũng như phần vệ sinh rửa. Ngoài khi trời nắng nóng thì có bổ sung một số cái nhóm vitamin để giúp cho cái tăng sức đề kháng cho cái đàn vịt của mình. Để đảm bảo việc nuôi vịt trời thuận lợi và vịt không bị dịch bệnh, bà con cần phải thường xuyên vệ sinh chuồng trại, máng ăn và đảm bảo nước uống cho vịt sạch sẽ. Trước khi thả vịt cần nạo vét sạch chất độn chuồng cũ, phun các thuốc sát trùng, chuồng trại và dụng cụ như Vimecon 100g, Vimecon cộng 20 lít nước hoặc Vime Protect 1 lít Vime Protect cộng 200 lít nước. Sát trùng nước uống bằng Vime Iodine 10ml Vime Iodine cộng 20 lít nước. Cách nuôi vịt trời hiệu quả là bà con phải thực hiện tiêm vaccine đầy đủ theo định kỳ để có thể giúp cho vịt chống được các dịch bệnh nguy hiểm khác. Cần tiêm phòng đầy đủ cho vịt theo lịch sau. Khi vịt đạt 7 ngày tuổi, tiêm phòng dịch tả vịt lần 1. Khi vịt đạt 17 ngày tuổi, tiêm phòng vaccine cúm gia cầm lần 1. Khi vịt đạt 21 ngày tuổi, tiêm phòng vaccine dịch tả lần 2. Khi vịt đạt 45 ngày tuổi, tiêm phòng vaccine cúm gia cầm lần 2. Khi vịt đạt 60 ngày tuổi, tiêm phòng vaccine tụ huyết trùng. Hiện nay, chăn nuôi vịt trời được xem là sự lựa chọn an toàn đối với rất nhiều nông dân trước tình trạng bấp bênh về giá và khó khăn trong khâu tiêu thụ ở một số loại gia cầm. Tuy vậy, để mô hình nuôi vịt trời thật sự phát triển bền vững, bên cạnh nắm vững các biện pháp kỹ thuật cần thiết, nông dân cần thực hiện nuôi theo hình thức liên kết, hợp tác thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác để hình thành được chuỗi liên kết đầu ra ổn định trong chăn nuôi. Thời lượng dành cho chuyên mục khuyến nông kỳ này xin được khép lại tại đây. Quý khán giả và bà con quan tâm có thể xem lại nội dung chương trình qua kênh Facebook hoặc YouTube Truyền hình Sóc Trăng. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.